không giống những đứa trẻ khác. Giờ thì cậu bé sắp gặp một số người bạn chẳng giống ai. Rồi, bất cửa về quê hoài rồi. Họ có thật. Chúng tôi sẽ xóa sổ cậu. Tôi xin hẹn. Tụi mình có biết xóa sổ gì đâu. Thằng nhóc đó cũng đâu có biết. Bọn tôi đang cố mua tấm thảm nấp bì nấp bì. Gì chứ? Tấm thảm massage nấp bì nấp bì đó. Đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Chỉ còn 13 tấm thảm nấp bì nấp bì. 13 thôi hả? Còn 12. Trong một dịp tháo bạo, năng lực phi thường của họ đem đến những vấn đề lạ thường. Thích như vậy nè, phải không? Phê như cuộc tê tê. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Bình tĩnh nào cô cưng, gãi anh chút nữa đi. Tháng 6 này. Ôi không, thầy hiệu trưởng. Chúng ta sẽ phá sổ. Yeah. Bộ cậu biết xóa sổ là gì hả? Cùng nhập hội với những người bạn điên rồ. Tôi là người giống vậy. Bậy rồi, tôi giúp việc là tôi. Vì một cuộc phiêu lưu. Bạn xài trái gì nữa anh? Tính này dụng và an toàn không tự. Người không có thứ nhóc mặt giống sổ của tôi như vậy đâu. Louis không phải là người làm vậy, cậu ấy là người tiên phong. Cậu lái thứ này được không? Cái gì mà tôi lái không được? Louis và nhóm bạn ngoài hành tinh. Mày biết cái gì á? Đó là đứa đầu đất. Cái gì? Mày chết với tao. Galaxy hân hạnh phát hành 29 tháng 6 2018.